Xin chào cô chú và anh chị, đã quay lại kênh Nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Hôm nay em về ấp Bình Phú, xã Bình Trưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang để giới thiệu cho anh chị xem một thửa đất vườn có tổng diện tích là 500 m2. Trước tiên em xin giới thiệu về con đường đi cho anh chị và cô chú nắm thông tin cụ thể hơn. Anh chị ghé cháy là di chuyển ra đoạn đường quyền lộ 34 khoảng là 2 km và con đường này rộng à, khoảng là 3 mét anh chị di chuyển là đường xe ô tô à, bốn chỗ, 16 chỗ là anh chị á à, di chuyển à, rất là thoải mái và ở đây thì à, có điện nước, wifi à, có đầy đủ à, khu dân cư, nhà cửa à, rất là đông, à, rất là thích hợp cho anh chị à, mua để cất nhà và anh chị á à, lập vườn à, trồng cây ăn trái và con đường bên đây cũng liên thông ra đoạn đường Lầu Ông Quang và anh chị di chuyển ra tỉnh Lộ 876 khoảng là 3 km. Đất mình nằm ngay vị trí là gần ngay góc ngã ba nha anh chị. Và con đường này cũng liên thông ra đoạn đường tỉnh Lộ 876 khoảng là 2 km. Diện tích mà hôm nay em giới thiệu anh chị ngang là 15m và có chiều dài là 33 với tổng diện tích là 500m vuông từ vị trí ngay chỗ cái tay em chỉ mình di chuyển ngang theo mặt tiền bê tông là 15m nha chị trên đất thì giá chủ đang trồng một số dừa và một số bụi da xanh đất này thì tương đối cao gáo và bằng phẳng đất thì không có màu mã À, xung quanh thì cũng không có Đất thì giá chủ á, có cấm trụ, hàng gào, à, B40 hết rồi Anh chị có mua thì cũng yên tâm về vấn đề là ranh giới Và ở đây thì cũng có à, đầy đủ tiện ích như là chợ, trường học, quỹ ban, à, ngân hàng Anh chị cách khoảng à, 3km à, đổ lại thôi à, Để em à, mở cái à, la bàn lên à, cho anh chị xem nha ở đây thì đất của mình á đang quay về hướng Tây Nam nha anh chị. Anh chị chào em tí, em mở cái định vị lên cho anh chị mình xem luôn. Anh chị từ thành phố Mỹ Tho di chuyển về đây á khoảng là 17 km. Anh chị ở thành phố Hồ Chí Minh À, di chuyển từ à, bến xe miền Tây à, về đây á khoảng bao nhiêu nha à, khoảng là 70 à, km nha anh chị hiện à, giá chủ đang kêu bán à, với giá là 700 triệu à, nếu anh chị có nhà ý anh chị cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang bên em sẽ có nhân viên để dẫn cho anh chị và cô chú trực tiếp xem thửa đất vườn này và anh chị gặp ngay chính chủ và anh chị mình trao đổi và thương lượng nha. Để em di chuyển vào bên trong, em quay cụ thể, chi tiết thửa đất cho anh chị mình xem nha. Rồi, em đã di chuyển vào tới bên trong rồi nha anh chị. Trên đất thì chủ yếu là gia chủ đang trồng bưởi xanh và dừa. Bưởi thì gia chủ đã trồng cũng khoảng 4 năm rồi nha anh chị. À, em thấy thì cũng rất là lão rồi Về thì anh chị có thể bỏ Và anh chị có thể lập một cái vườn trồng cây ăn trái khác Ở đây thì dùng nước ngọt quanh năm nha anh chị Không có bị nhiễm phèn hoặc là bị nhiễm mặn Anh chị có thể trồng tất cả loài cây ăn trái Như là bưởi, dừa, sao bô chê Và các loài cây ăn trái khác Anh chị đều trồng được luôn nha bên em thì cũng có nhận à, ký gửi mua bán nhà đất và thiết kế xây dựng công trình hỗ trợ cho anh chị à, sang lắp mặt bằng à, xây nhà vườn à, lên thổ cư nếu anh chị có nhu cầu bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang sẽ hỗ trợ cho anh chị và cô chú à, đủ điều kiện luôn nha để em à, di chuyển à, ra phía sau em à, chỉ ranh giới à, cho anh chị mình nắm luôn lúc trước thì à, video clip này em cũng đã quay rồi đó anh chị, gia chủ thì cũng kêu giá cũng rất là cao, lúc thì 800, lúc thì 750 triệu, hôm nay thì gia chủ đang rất là kẹt tiền ở ngân hàng nên gia chủ đang cần muốn bán gấp với giá là 700 triệu, nếu anh chị thấy phù hợp á thì anh chị cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. À, bên em à, sẽ có nhân viên để dẫn cho anh chị và cô chú à, trực tiếp à, xem thửa đất này và anh chị á, gặp ngay à chính chủ luôn nha Trên đất thì à, có hệ thống à, tứ tiêu à, có đầy đủ luôn nha anh chị à, Đất thì à, rất là cao gáo à, bằng theo à, mặt lộ luôn Về thì à, rất là thích hợp cho anh chị mình à, cất một cái ngôi nhà và phía sau thì anh chị có thể lập một cái vườn trồng cây ăn trái ở đây thì hàng xóm em thấy thì rất là đông rất là thân thiện vui vẻ và hòa đồng về đây nghỉ dưỡng em thấy thì rất là tuyệt vời luôn nha mọi ý kiến thắc mắc anh chị cứ để lại bình luận bên dưới bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang sẽ trực tiếp trả lời bình luận cho anh chị hoặc anh chị kết bạn Zalo nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang bên em sẽ gửi sổ à, thông tin vị trí thửa đất và anh chị à, có thể xem à, trên Google để anh chị ở xa về đây thì à, cũng không à, mất thời gian nha em à, cũng xin nhắc lại à, thông tin địa chỉ cho anh chị và cô chú à, nắm lại một lần nữa nha à, hôm nay em về ấp Bình Phú xã Bình Trưng huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang để giới thiệu cho anh chị xem một thửa đất vườn có tổng diện tích là 500 m vuông. Diện tích ngang là 15 m và có chiều dài là 33. À trên thửa đất này à, thuộc cây lâu năm, à, chưa có thổ cư. Nếu anh chị có nhu cầu à, để lên thổ cư bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang sẽ hỗ trợ cho anh chị và cô chú à, để lên thổ cư. Trên đất thì à, gia chủ à, đang trồng bưởi da xanh và một số dừa. À, đất này thì à, tương đối à, cao gáo và bằng phẳng nha anh chị. À, đất thì không có màu mã, à, xung quanh thì cũng không có Và đặc biệt hơn là đất mình á, có trụ hàng gào à, B40 về thì anh chị à, có thể à, làm một mặt thôi Và ở đây thì có đầy đủ tiện ích như là chợ, trường học, quỷ ban à, ngân hàng Anh chị cách khoảng à, 3 km à, đổ lại thôi Và con đường ở phía trước anh chị di chuyển là đường xe ô tô à 4 chỗ, 16 chỗ à, rất là thoải mái luôn nha. À thửa đất này thì rất là thích hợp cho anh chị à cất nhà và anh chị á, lập vườn à, trồng cây ăn trái. Hiện à, gia chủ đang kêu bán à, với giá là 700 triệu. À, giá này là giá chốt. À, nếu anh chị thấy phù hợp thì anh chị cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Bên em sẽ có nhân viên để dẫn cho anh chị và cô chú trực tiếp xem thửa đất vườn này và anh chị gặp ngay chính chủ nha cuối video em cũng xin chân thành cảm ơn quý anh chị đã dành chút ít thời gian xem video của em nhớ ủng hộ em một lượt like một lượt đăng ký một lượt chia sẻ sẽ là động lực giúp cho kênh của em ngày càng hoàn thiện hơn cảm ơn anh chị đã theo dõi video hẹn gặp lại quý anh chị ở những phần video tiếp theo nha